Xin chào tất cả các bạn nha. Bữa nay á, thầy Thắng cùng mấy anh bạn ở xóm đi bắt đuông. Đuông này là đuông dừa. Thì ở các tỉnh miền Tây á, thì chỉ có ở Bến Tre mình là có nhiều đuông dừa nhất thôi. Đuông dừa là một dạng ấu trùng dạng sâu của bọ cánh cứng. Nó thích sống ở trong cái tàu hũ dừa để nó ăn cây dừa, nó ăn cái tàu hũ dừa của mình luôn, rồi cây dừa đó nó chết luôn. Cho nên ở quê mình thì không có ai mà nuôi con đuông đó hết á, chỉ có nó lén rồi nó ăn cây dừa đó thôi. Rồi mình thấy thì mình mới đi bắt nó để cứu mấy cây dừa kia, chứ không thôi nó ăn lan qua mấy cây dừa kia rồi nó bị lây là mấy cây dừa mình chết hết luôn á. Mời các bạn cùng đi bắt đuông với mình nha. Đây là anh Hải, anh quẩy cái túi màu đen là anh Hải nè. Còn cái anh bận áo sọc đội nón đi trước là anh Thơm. Còn đi trước nữa là anh Hoàng. Thế nữa là mình, còn ở đằng sau anh tên Tý hả anh? Tý. Biệt danh anh Năm. Năm Tý hả? Nhỏ năm nhỏ cũng được hết. Giờ mình đi vô trong này để bảo đuông nè. Ruộng mới lên bờ phải không anh? Đúng rồi em. Thấy dừa còn nhỏ nhỏ không nè. Giờ ở quê mình là 12 giờ rưỡi rồi, cho nên trời nắng chang chang hả? Nóng dữ lắm. Vườn này là không phải vườn của ai hết á, vườn của người ta. Mà thấy cái dừa nào có đuông á, thấy mình chặt, không có ai la hết á. Phải không anh? Phải không Hải? Mình chặt đuông có ai la mình không? Hôm nay giống trong rừng quá ta. Hôm nay ruộng mới lên bờ cho nên cái bờ ganh này, cái bằng bờ ganh, cái bằng gì anh? Bờ đê. Bờ đê. Bờ đê hả? Từ hồi nãy mình để xe ở ngoài lộ á, giờ đi bộ vô trong này thấy cũng hơi xa. Ở trong này thì mình chưa có vô lần nào hết á. Vườn của người ta thôi cho nên không có cầu, không có gì hết. Người ra xúc cán là chặt được. CG 7 nè. Quên. Giờ tới mình qua. Ôi
dừa này nó chết là nhờ đuông à. Nó ăn xong rồi nó mọc cánh rồi nó đi rồi. Mình không có phát hiện ra sớm. Hoàng gỡ cái mớ còn bông đeo cái dừa kìa. Nhìn sao biết nó đi hay chưa đi? Anh phù phù luôn ha. Mỏ đó bú là thầy Hoàng nó bậy lắm rồi. Vô rồi, mặt luôn rồi. Có thầy không? Có nhóc luôn. Rồi gai nè. Đốt chi? Đốt cho chết, ông nội đâu bắt con đâu. Nhưng mà nó không có chết, vì đốt thì nó không có chết mà.
là cái đó luôn. Hả xuống luôn hả? Hả sát cái hay này luôn. Hải bình thường thì anh tên Hải mà xung quanh thì gọi anh là Hải Méo. Giờ tròn chưa Hải? Giờ tròn chưa? Không, mới dẫn méo đi. Dẫn méo thì cũng mấy chủ cũ nó mấy ác. Khe luôn á. Ồ, nó mặt nhiều đó.
cái gì? Bắt con chó hả anh Hải? À, bắt con gắn. Anh làm gì á? Đừng nói anh bắt con gắn à. Trời ơi, có miệng nồi vậy hả? Gan dữ hả? Có sao không? Hôm qua ở thằng kia thì anh đang bắt đuông. Sao kiếm được anh Hải? Sao kiếm được không chú? Xô cho ngẹo qua đó đi. Ngẹo qua luôn.
với còn cây dừa nữa. Nãy giờ bữa hai cây rồi, mà ăn cây có ăn cây không. Hiện giờ lại đây kiếm cây này có có không. Cây này mà có một cái là vô luôn rồi ạ. Chiều nay là no nê hết rồi. Sao anh Hoàng, mấy nghe này chỉ em cái vụ này cái đấy. Sao mà mình biết á, mình nhìn cái vụ mình biết con đuông á, có đuông hay là không có đuông. Chỗ nào chỉ em đi. Nhìn sao cái biết đọt cái đọt à, nó héo héo tên đọt gì phải không, vậy là có đuông hả. Ừ. Nè, thấy anh chặt đâu vô đuôi con hè trời ơi, ơi. Vậy là ăn là ngon nhất hả, hay là cái con mà còn chưa có cánh con này ngon hả. Nãy giờ là cây này cây thứ ba, còn cây thứ tư anh Hải mới phát hiện đằng kia nữa. Sao cái vườn dừa này là bị đuông ăn hết trơn này, tại vì cái vườn dừa này không có ai chăm sóc, người ta bỏ hoang, người ta trồng rồi người ta bỏ hoang luôn, cho nên đuông ăn không hay. Rồi cây này nó lan qua cây kia. Dừa thì trồng kích thích với nhau mà đất thì cũng còn thấp, tại đất ruộng mới lên bờ nè, cho nên dừa nó không có tốt, không đọt nó không có xanh, nó vàng vàng. Anh Hải làm gì nè. Người lấy tay bắt ra, lấy lưỡi bắt ra anh Hoàng, lấy lưỡi bắt ra. Bậy này không có nào. Có một con. Con lụm luôn đi, lụm nguyên đọt luôn đi, đọt nó khô rồi. Ừ, lấy thằng hũ luôn. Ăn gì được, thằng hũ này mẹ. Chặt cho nó hết nữa. Cập ngã nó nào, nó xây vòng vòng á. Có rồi, vào mà củi đưa gọc cái tàu này nha. Nó quá đầy nó thế được được, hên ăn đuôn trường tới. Mừng quá. Cái chục con rồi đó. Bà, cái khúc này. Con không có. Tôi giờ bọn không có. Ngọt ngay luôn nè. Đó ngọt lắm. Chút xíu à. Một ngày hả? Bự dưa thôi anh Hải chẻ mẹ em đi. Hải có dao anh Hải chẻ đi. Em ăn ít à. Rồi em trừ tiền nha. Rồi dừa nó ăn nó bỏ sót lại, mình lấy mình ăn ké nó chứ không phải của mình. Ừ, ngọt ngay à. Nhưng củ dừa vậy hả? À, em ăn nữa đâu? Em ăn gì đó hả? Nè, gắt đầu nó củi. Ủa sao? Anh Hoàng không xé mấy cái bẹ dừa này ra. Anh Hoàng lấy cái gì? Lấy găng cá anh Hoàng. Má nhìn gái được xé xe. Mà trời nó hãy gì? Vậy? Má xé là gì? Má xé gái luôn á. Xé quần xé áo được. Chơi trong bạch. Lộ cái méo đường giao coi. Xé ngày chuồng luôn. Nè. Má ăn luôn rồi dép luôn. Cái dừa này.
cái dừa thứ tư nè. Mình thơm mình xách tàu giùm mình nè. Không phải cây thứ 4 mà. Như cái cây dừa này nè là đuông nó ăn rồi cái không ai phát hiện luôn, cái còn có hai tàu dơ lên hà, còn cái đọt mất tiêu rồi, nó ăn gãy lọt luôn á. Rồi cái nó ăn xong cái nó già, nó có cánh, có cánh cái nó bay qua, nó ăn lay qua mấy cái cây dừa kia. Uống anh Hải ơi, thôi uống đi, uống đi, uống đi, để mấy anh nó uống đi. Má còn làm cái lỗ nhỏ quá má. Nông cho bự chứ. Nhỏ là nhỏ nó ngon. Con nhăn méo. Thôi chặt xong cái đọt dừa lôi lại đi, chuẩn bị mồi ra. 5 phút. Em nhớ mấy khỉ nha, ăn dừa đâu có trẻ rồi anh Hải. anh khác. Ủa khác à? Sao ngon? Ngon đói ngon lấy cái đói mệt lắm. Chứ ăn tạm ngon luôn hả? Đồ ăn tạm mà đồ ngon. Thường ta nói ăn dụng thì để tịnh đồ này kia á. Nãy nó bậy quá thế ơi. Cái gì? Đó, phát hiện đằng kia đó kìa. Đừng có ăn cái vụ mà lan con cây vừa bẹp bẹp vừa nha. Sao vậy? Tì lắm mà. Anh đồ mà chết anh luôn. Không cái này mốt em mốt. Rồi mình phát trực tiếp luôn rồi. Mình mới gửi tàu hủ này, không biết tàu hủ thì còn nguyên không hay luôn không? Thôi tàu hủ này còn nguyên anh Hoàng ơi. Tàu hủ còn nguyên luôn. Nếu mà bán thì được 50. Tàu hủ là được 50. Tàu hủ 50 bự chảng. Mua ngồi thôi à. Ai, chút cơm chút nữa. Cái tàu hủ đu nó không ăn, giờ mình ăn. Anh Hải nói là lấy cái này về xào với đuông nè. Ôi nó nhồi 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 kìa. Ừ, bắt gần một xô đun luôn chứ bộ. Ghê thiệt chứ. Rồi. Bắt đun xong rồi giờ tụi mình đi về nha. Về làm gì ăn? Về nướng. Nướng hả? Ừ. Nướng thì làm gì ăn nữa? Rồi được, bây giờ chó liếm nước cơm. Cái thao này là thao nước muối. À, mình bỏ muối nè, thấy có muối không? Ta biết có muối rồi. Giờ mình phụ lọc ké à. Vô phụ ba ổng rồi đưa mấy cái tôm lên ổng chưa. Kè, ổng mới ổng lên nè. Nè nó ngoậy ngoậy à. Đi đây. Nó đầy nữa là lá tin gì nè. Đó. Nó nổi cái gì lên chỉ có chữ ít nè. Nó đỏ. Tại không sao nó sắp hết pin. Thôi con này ăn thầy chùa luôn hết. Con nào? Anh ăn đi. Ngon lắm thầy bộ. Giờ để tôi ra tao đem nước mắm ra. Ôi giờ đem nước mắm ra cho. Béo dữ lắm béo. Anh Hải lát nữa em ăn muốn ăn thử xem nó ra sao. Ngon lắm. Béo. Mấy cái con này là để vô nước mắm nè. Cái cha nó bị dập. Đếm thương nhiều con. Không bữa cái thằng đếm này. Đếm chi. Rồi sơ sơ ngoài là thấy để 5-6 con rồi đó. Sữa không? Con nó tượng thành nó đã. Trời ơi, cái con này đen xì luôn nè. Ừ.
sắm sữa đen rồi chuẩn bị ông già thành ông già. Ủa sao nó đen kỳ vậy? Chuẩn bị thành ông có cánh đó. Vậy hả? Ừ. À, chuẩn bị thành mấy con ông già này hả? Ừ. Thành mấy cái con đó là nó đi chết á. Chết mấy cây dừa thì mà nó anh nó vô mấy con kia nó mới vô. Đúng chứ. Rồi. Mấy cái con này nó đi nó khoét cây dừa tại vì nó có cái lỗ, nó có cái mỏ dài đó. Đây nè. Đó, cái đó. Mỏ này nè, chứ nó khoét là lủng cây dừa á. Ừ. Phải đếm mới được. Đếm chưa. Chưa. Chia cho tài chứ. Chia mới được rồi kìa. Quan tu tí dục bo khoai chít quân hay nay rồi hết hết biết hết rồi đủ quá. Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười một hai mười ba mười bốn mười lăm mười sáu mười bảy mười tám mười chín hai mươi hai mốt hai 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 ba. Cái này mấy anh đun này mấy anh chưa có nó hả? Chưa có vợ đừng nên ăn nha. Có vợ ăn mới được. Đánh báo hả? Bảy tối hay đi chết. Mười mấy rồi? 23. Mà 4, 5, 6. Trước mới có cái chiếu mà nay ba lớn gì rồi? Nay được 8 tháng rồi đó. Thằng bự ba lớn gì nè. Nhà anh Hoàng thì có thợ đang sửa nhà leo lên nóc nhà đó. Hàng nhà tiền chế cho nên kêu e e. Bây giờ anh Hoàng anh rửa một nắm đun nè. Đó, anh đem ra nhóc luôn. Ngâm nước mắm. Giờ ngâm nước mắm ớt nè, giờ chuẩn bị ăn sống. Cái món này thì mình chưa có ăn lần nào hết á. Nhưng mà nghe nói là dữ dội dữ lắm, mà không biết có giống vậy không. Ngon dữ lắm, ngon dữ lắm. Tối nay mà em mà phải đi kiếm chồng em mới được nha. Ăn xong không đi kiếm chồng là không được. Anh Hoàng nói thiệt. Anh Hoàng nãy giờ mới bắt đun ra nhá, nó rửa sạch sẽ chứ cũng còn sống nhăn hà. Nó nãy giờ anh ăn à. Có ba. Đây là chiến lợi phẩm. Hồi nãy mấy anh đi hốt về nè. Đó, đun nè, nãy anh Hoàng anh đếm hen là 150 mấy con đun. 157 con đun. Ghê lắm. Muối ngâm, ngâm nó muối. Ngâm lại nữa anh Hoàng. Ừ, ngâm lại vô xong. Hồi nãy ngâm lần rồi, giờ ngâm lại lần nữa. Rồi anh Hoàng bỏ muối vô quậy. Đều lên. Rồi em bỏ vô ạ. Ừ. Quậy. Ai anh Hải ăn à. Ở mấy anh ở đây ai cũng biết ăn hết. Ê, đặc sản Bến Tre. Nó cay cay, nó béo béo đã. Đặc sản Bến Tre mà nó thơm ha. Chỉ có Bến Tre mới có ở đâu, ở đâu không, ở đâu ít có lắm, tại vì đâu có dừa đâu có. Cay quá. Anh Hải ăn xem cay với anh Hải. Chị ăn chị. Đây, cái chén đun dừa ngâm nước mắm ớt. Hồi nãy giờ cũng được nửa tiếng hồ rồi. Đó, nó còn lội nè. Đó, nó ngoe ngoại trong đây nè. Thì cái món này á mình chưa ăn lần nào hết á, đun dừa chiên, đun dừa nướng á thì mình có ăn hết rồi, nhưng mà đun dừa lội nước mắm này thì mình chưa có ăn lần nào hết. Bữa nay sẵn có cái dịp là bắt nhiều đun quá. Cho nên á nãy giờ mình thấy cũng ngon ngon. Mình nghe nói là ngon mà không biết ngon không, mà tôi cũng thấy ớn thiệt á. Để ăn thử nha. Ngon anh Hải. Ngon lắm, nó còn nhúc nhích á nha. Giờ ăn con nào trước? Muốn ăn con nào cũng được á, thưởng thức đi. Cái con này á là con nhộng nè. Con nhộng thì nó mới vừa có cánh á, nó mới vừa có cánh thôi, cũng như thành nó chuẩn bị thành con có cánh để nó bay. Nó bay đó. Nhưng mà nó chưa kịp bay thì nó vô miệng em rồi. Mời các bạn nha. Giờ mình ăn trước tiên, giờ ăn cái con có cánh trước đi ha. Ăn có cánh trước đi. Đây, con này có cánh nè. Nước mắm này nước mắm mặn, mình không có vắt tắc hay vắt ớt, vắt chanh gì hết, mình chỉ bỏ ớt vô nước mắm mặn mình ăn thôi. Thì mình ăn thử nha. Rớt nữa rồi. Đây.
nó vô, bỏ nó vô miệng nhai đầu nó luôn. Nó béo, nó mặn mà nó cay, mà nó béo hay sợ béo à. Tại vì mặn là do nước mắm thôi, cay là do ớt, nhưng mà béo là do cái con đuông này nè. Công nhận nó béo thiệt là béo, béo chưa từng thấy béo. Nhìn thấy cũng ớn quá. Ăn thêm con nữa. Ớn hồi chắc hết, hết hết cái chén đuông ngầm đó quá. Ớn quá. Ớn hồi hết luôn nè. Ớn quá. Ừ, béo quá anh Hải ơi. Đó là cái con đuông mà nó đóng lại đó. Nó hình là con nhậm á. Rồi con bây giờ mình ăn cái con đuông mà nó còn ngoan non quẩy, nha. Ngoan quẩy à. Đó. Ngoan quẩy nè. Nó còn non, nó chưa có thành có cánh. Nó còn nhút chín nè. Nó nó cái đầu không? Rồi chết rồi. Nằm im luôn. Cái con luôn này sao nó dài quá à? Cái con luôn này nè thì nó giòn. Đó, nó giòn mà nó mềm. Còn cái con luôn á, còn cái con luôn này nè thì nó dai lắm. Nó dai mà nó thơm. Nó cũng béo nhưng mà nó béo hẳn có bằng cái con luôn này. Tại vì cái con luôn này sữa nó nhiều. Nó nằm im vậy á là sữa nó nhiều lắm. Sau khi mà ăn hai con, con đuông nhúc nhích với lại con đuông nó không nhúc nhích thì con đuông nó không nhúc nhích ăn ngon hơn. Mình phát hiện ra được cái chuyện này nè. Con đuông này ngon hơn nha. Ăn anh Hải. Rồi em ăn hết chén ạ. Thôi ăn đi, ăn đi, ăn đi. Em ăn thêm con này nữa. Ừ. Có kèm miếng ớt nữa nha. Ăn tưởng tượng như nó cay mà nó béo mà nó. Đó. Đúng rồi mà. Thơm. Thơm quá. Thơm mà béo nữa. Lần đầu tiên được ăn. Hồi nào tới giờ thấy mấy anh ăn nhìn thấy ớn cũng chết. Đâu dám ăn đâu. Nhưng mà bạn này ăn thấy ghiền rồi đó. Ghiền vậy nha. Đúng, không có ăn luôn. Đi kiếm hơi bị cực luôn. Đây là cái con đông dừa. Nó phá hoại cây dừa nhiều lắm. Nhưng mà nó lại có giá trị. Tại vì người ta mua đi để bán lại cho mấy cái nhà hàng ở trên thành phố á. Mình nghe nói là ăn cái con đuông này thì nó bổ lắm. Mà không biết bổ làm sao nữa. Clip của Khánh tới đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu như các bạn thấy thích á, thì nhớ like và chia sẻ cho Khánh nữa nghe. Còn bây giờ thì tạm biệt. Và hẹn gặp lại.